Chào mừng các bạn đã đến với lớp vỏ truyện tranh. Ngoài tính cách nhí nhố, ham mê các chị gái xinh đẹp thì mọi người còn ấn tượng điều gì ở Gucci nhỉ? Với tớ là những bộ đồ hóa trang của cậu ta, bộ sưu tập cosplay của Shin trải dài đủ mọi thể loại trong cuộc sống. Từ con người, động vật, nhân vật trong câu chuyện cổ tích hay cả những thứ mà không ai nghĩ đến. Chẳng biết lấy tiền ở đâu mà mua lắm đồ thế nhở? Tạm gác câu hỏi chưa có câu trả lời ấy qua một bên. Hôm nay, chúng mình hãy cùng nhau mở tủ quần áo nhà Noara và khám phá bộ sưu tập hóa trang của tên siêu quậy nhé. Tớ đã tổng hợp được khoảng 100 bộ đồ và video này mới chỉ là phần 1 thôi nha. À quên, nhớ đứng nép qua một bên, kẻo chân đệm để lên người đấy. Sẵn sàng chưa? Chúng mình cùng vào lớp thôi. Số 1. Doraemon và Nobita. Bất ngờ chưa? Chắc bây giờ nhiều bạn mới biết Shin từng hóa trang thành Doraemon nhỉ? Doraemon và Crayon Shin-chan là hai bộ anime truyền hình quốc dân đều được sản xuất bởi Cine Animation. Vậy nên, chuyện hợp tác là điều dễ hiểu, nhưng chỉ ở những ngày đầu phát sóng thôi. Thậm chí về sau còn xảy ra mâu thuẫn. Lý do tại sao thì xíu nữa tớ sẽ tiết lộ. Shin cậu bé bút chì và Doraemon đã từng kết hợp trong một tập phim đặc biệt mùa hè phát sóng ngày 16 tháng 8 năm 1996, dài khoảng 30 giây, tên là Ketsu Koputa trong chóng mông, chế từ Take Koputa trong chóng tre. Shinosuke hóa trang thành Nobita và tan vãn giống hệt cậu ta khi gặp chuyện để vào bảo bối của Doraemon. Và tất nhiên, mèo ú cũng do Shin đảm nhận. Cậu đưa cho Nobita trong chóng tre, nhưng Nobita lại dùng nó để đùa nghịch bằng cách kẹp vào mông. Ngay sau đó thì bị mẹ Mise đánh ngu đầu vì dám làm trò thô tục trước mặt khán giả xem TV. Xét về tạo hình và chất giọng thì Shin bắt chước giống phết đấy chứ. Chỉ có điều, Doraemon này đã có hai tai và năm ngón tay. Sau khi tập phim được phát sóng, rất nhiều người đã bức xúc vì cho rằng đội ngũ sản xuất của Shin đang xúc phạm trong chóng tre, bảo bối vô cùng nổi tiếng và đại diện cho Doraemon. Đồng thời, công ty Fujiko Pro sở hữu bản quyền bộ truyện cũng không cho phép bất cứ trò đùa tục tĩu nào nhắm đến Doraemon. Ngay ở tập đầu tiên, khi Sewashi và Doraemon từ tương lai trở về gặp Nobita, Nobita vì chưa quen dùng bảo bối nên đã phải gắn trong chóng tre vào mông. Có vẻ như bên Shin đang chơi đùa hình ảnh này. Chưa hết, cũng trong năm 1996, Movie 4, Chuyến thám hiểm tuyệt vời ở Vương quốc Thần Tiên, Shin đã tạo ra trong chóng mới là Shin Koputa bằng cách xoay vòng vòng cái ấy để chọc vui Himawari. Ôi trời, thế này thì hết cứu thật rồi Shin ạ. Tuy nhiên, vẫn có nhiều ý kiến bảo vệ Crayon Shin-chan và cho rằng Doraemon cũng có nhiều câu chuyện tục tĩu đấy thôi. Các bạn nghĩ sao về luận điểm này? Theo tớ thì so về đồ bựa, Doraemon còn thua xa Shin nha. Từ hiềm khích này, mặc đội ngũ sản xuất của hai bộ anime dù làm chung một công ty đã xảy ra chiến tranh lạnh và không hợp tác với nhau nữa. Chắc ngày xưa các nhãn hàng cũng ngại bút quảng cáo Shin lắm nhỉ? Giờ thì trong sáng hơn rồi. Số 2. Công chúa và người nguyên thủy. Tiếp theo là hai bộ đồ thuộc về tập phim 271 hóa trang tại studio ảnh. Chuyện là trong lúc xem mấy chương trình giảm giá trên báo, mẹ Mise phát hiện tin tức chụp ảnh của studio công chúa Lọ Lem, thấy Hima có vẻ thích nhưng đang bị thò lò mũi, khuyến mãi chỉ còn mỗi ngày hôm nay nên mẹ quyết định đưa hai anh em Shin tới đây luôn. Studio có rất nhiều concept như kimono, người ngoài hành tinh, động vật. Trong lúc mẹ còn phân vân thì ông Shin đã sắm ngay một bộ đồ công chúa rồi. Bộ kimono này có nhiều màu sắc nên rất sặc sỡ. Mái tóc của Shin cũng cắm rất nhiều châm cài, nên tớ đoán đây là kimono thời Edo. Mặc đồ truyền thống nhảy điệu Hawaii, lại còn đội mũ lưỡi chai, hai anh em nhà này phong cách phết. Đến lớp chụp ảnh ba mẹ con thì ông Shin đã chuyển qua bộ đồ thứ hai, cosplay thành người nguyên thủy. Mặc đúng cái quần, tóc nâu rậm rạp, cầm chùy đá y như cái đùi gà. Mát mẻ độc đáo đấy, nhưng không hợp với hai công chúa tí nào. Vì còn nhiều khách đang chờ đến lượt nên mấy mẹ con đành chụp luôn. Đúng là bộ ảnh để đời mà. Số 3. Cô bé bán diêm. Shin bé bán diêm xuất hiện trong tập 49, chơi với lửa thật đáng sợ. Đây là ví dụ cực chuẩn cho việc đừng bao giờ để trẻ em đọc chuyện cổ tích một mình. Các bạn đều biết cô bé bán diêm đúng chứ? Cứ mỗi lần quẹt một que diêm, trong ánh lửa sẽ hiện lên những điều ước của cô bé. Shin tưởng thật nên đã lấy diêm ra nghịch lúc mẹ không có ở nhà. Cậu lấy một chiếc khăn cuốn lên đầu, tay xách một cái giỏ, bên trong là một bao diêm. Hóa trang trông cũng được, nhưng chưa nghèo khổ giống trong chuyện lắm. Ánh lửa bén vào ngón tay nên cậu ném que diêm đi, vô tình rơi trúng cái váy của mẹ. May mà dập lửa kịp nhưng vẫn để lại cái lỗ to tướng. Kết quả là mẹ tét đỏ đít luôn. Các bạn chấm màn cosplay này được mấy điểm nào? Số 4. Đom đóm. Đom đóm là một loài côn trùng đặc biệt khi phần bụng có thể phát sáng trong bóng tối. Để xem Shin sẽ cosplay như nào nha. Trong tập phim 60, một đêm nóng nực, cả nhà Shin đã phải trải qua cái nóng của mùa hè từ sáng đến tối. Cả khu phố, mỗi nhà Noara là không lắp điều hòa. Chỉ có duy nhất một cái quạt nên chẳng thể ngủ ngon giấc. Nhân lúc trời tối, Shin đã hóa trang thành đom đóm khiến mẹ sợ hãi vì tưởng là ma chơi. Để mà đánh giá thì bộ đồ này hết sức sáng tạo, nhìn phát là biết ngay con gì luôn. Nhưng sao Shin cứ thích cắm mọi thứ vào mông thế nhở? Số 5. Bạch xà và cục kít trắng. Đây là một trong những hình ảnh mà tớ thấy ớn nhất khi Shin hóa trang. Trong tập 64, giúp đỡ mẹ Mise đang trong kỳ nghỉ hè nên Shin không phải đến trường. Cậu chơi ở nhà, ngày nào cũng bày bừa khiến bố mẹ vô cùng bất lực.
Dù mẹ bắt cậu phải dọn dẹp phụ mình, nhưng Shin nào có chịu nghiêm túc, hết ủn thùng đồ chơi vào một chỗ, lại cản trở việc hút bụi. Sau khi ăn vài quả đấm, thì cô cậu mới chịu làm việc đàng hoàng. À mà trước khi đàng hoàng, thì chúng ta có một màn hóa trang khiến mẹ Mese và khán giả phải giật mình. Cậu ta cuốn một chiếc khăn trắng quanh người, lấy son che lên mồm và ngậm cái gì đó hình lưỡi, thế là thành một con rắn trắng không thể kinh dị hơn. Kết hợp cơ thể dẻo dai uyển chuyển, con rắn này quá giống thật, trừ mỗi cái mặt. Mẹ không cho làm rắn, thì Shin cuộn tròn lại, thế là thành cục kít màu trắng rồi. Về độ sáng tạo của Shin thì khỏi phải bàn luôn. Số 6. Cục kít hồng. Phiên bản nâng cấp của cục kít trắng là cục kít hồng, vẫn cao 3 tầng, nhưng đã có tay chân để tự di chuyển. Hơn nữa, bu xung quanh là hai con ruồi béo mập, rất sống động. Bộ đồ cosplay này bị hát hủi thậm tệ trong tập 553, Trái tim ưu tú. Kazama có nhóm bạn thân ở lớp học thêm, họ đều tài giỏi và có ước mơ cao sang. Thế nên khi gặp Shin, đám bạn đó tỏ ra ghê tởm. Họ còn không muốn nói đến từ kít vì cho rằng từ ấy thật mất lịch sự. Vì cái tôi cao, Kazama đã phủ nhận tình bạn giữa hai người, để Shin bị các bạn kia cảnh cáo và bỏ lại phía sau. Đến ngày thi, Kazama bị tiêu chảy nên không thể làm bài tốt. Nhóm bạn thân hôm qua còn cười nói, nay đã thay đổi 180 độ. Khi hoạn nạn mới biết ai là bạn. Shin và mẹ Mise đã giúp Kazama xử lý bộ quần áo bẩn. Thật may vì Shin là người vô tư, chuyện hôm qua, hôm nay đã quên sạch, nên cậu chẳng để tâm đến hành động của Kazama. Kazama cũng đã hối lỗi và tình bạn giữa cả hai thêm gắn kết. Đây có thể coi là một tập phim buồn của Shin cậu bé bút chì. Cục kít màu hồng dễ thương thế kia mà nỡ bỏ rơi, khổ thân ghê. Số 7. Con rán. Rán là nỗi sợ của nhiều người, nhất là khi nó bật chế độ bay lên. Thế nhưng sau tập phim này, chắc rán phải sợ Shin một phép đấy. Trong tập 25, quyết chiến với rán, khi mẹ Mese xử lý kẻ thù của mình, một con rán to tướng xuất hiện khiến mẹ sợ hãi nhảy lên bàn. Hóa ra là Shin với bộ đồ cosplay cậu làm trong tiết thủ công ở trường. Chưa bao giờ Shin khiến chúng ta phải thất vọng. Từ phần đầu với hai cái râu cho đến 6 cái chân, bộ cánh, màu sắc đều rất giống hàng thật. Nếu có con rán bự như này trong nhà, chắc tớ cũng ngất mất thôi. Để tăng phần sinh động cho màn hóa trang, Shin còn bắt chước cách di chuyển và lắc mông của loài rán. Mẹ sợ quá nên đâm vào tường bất tỉnh. Nhiệm vụ bắt rán được giao lại cho Shin. Cậu tóm nó bằng đôi đũa, suýt thì cho Bạch Tuyết ăn nếu mẹ không ngăn cản. Đáng lẽ phải dùng bình xịt côn trùng, nhưng Shin cầm nhầm lọ nước hoa gần 30.000 yên khiến mẹ khóc ròng trong đau đớn. Con rán vẫn được thả đi, nhưng kiếp nạn bây giờ mới bắt đầu. Trở về nhà, rán mẹ ngửi thấy mùi nước hoa của phụ nữ nên đã đánh cho rán bố một trận nhừ tử vì cái tội gái cú. Làm rán nói chung cũng khổ lắm các bạn ạ. Số 8. Hạc trắng. Hạc trả ơn là một câu chuyện cổ tích nổi tiếng của Nhật Bản. Ngày xưa, có một chàng thanh niên tình cờ thấy một con hạc bị mắc vào bẫy nên đã giải cứu cho nó. Đêm ấy, một cô gái xinh đẹp đến nhà chàng trai xin tá túc vì bị lạc đường. Cô ấy cứ ở mãi và trở thành vợ của anh ta. Hàng ngày, cô nhốt mình trong phòng kín, dệt nên những tấm vải rất đẹp, nhờ vậy mà kinh tế gia đình khá lên trông thấy. Tuy nhiên, chàng trai đã bỏ qua lời của người vợ mà lén nhìn trộm lúc cô làm việc, phát hiện cô gái chính là con hạc đang dùng lông của mình để dệt vải. Vì thân phận bị bại lộ, cô chẳng thể bên cạnh chàng trai được nữa. Cổ tích là vậy, còn trong Shin cậu bé bút chì thì sao? Ở tập 676, sự trả ơn của Hạc, Shin vô tình bị té ngã và chảy máu chân, được một chàng sinh viên tốt bụng giúp đỡ. Vì không có gì bảo đáp ngay lúc đó, nên hôm sau, cậu đã quay trở lại với bộ đồ hạc trắng để trả ơn anh ta. Sợ bị nhầm loài, nên Shin còn cẩn thận ghi dòng chữ không phải chim diệc ở trên ngực. Trả ơn chưa thấy đâu, chỉ thấy con hạc này tự ý vào nhà, phơi bày những sở thích thầm kín của anh trai. Chẳng dệt vải như trong chuyện cổ tích, lại còn làm anh trễ xe buýt. Nhưng may mắn thay, vì đến bến xe muộn nên anh đã thoát khỏi tai nạn bị mảng tường của tòa nhà gần đó rơi trúng người. Có khi Shin là hạc thần thật đó nha. Số 9. Kén sâu và bướm. Lần đầu tiên, đồ hóa trang của Shin có màn lột xác ngoạn mục theo đúng nghĩa đen. Mô phỏng theo vòng đời của loài bướm, Shin đã khiến tớ cực kỳ ấn tượng. Trong tập 675, hai mẹ con đi bụi, mẹ Atsuko và cô bé Atsumi đã bỏ nhà ra đi, đến nhà Nora xin tá túc một đêm. Trên đường, họ bắt gặp một cái kén sâu to tướng màu xanh. Thường thì kén phải dính trên thân cây chứ nhỉ? Đây lại dính trên cột điện, lại còn to bằng kích cỡ của đứa trẻ. Nhìn ghê quá đi. Khi cái kén nứt ra, sinh vật bên trong bắt đầu vươn mình. Hóa ra là Shin trong hình dạng một con bướm đêm. Tuyệt vời. Phải nói là không còn từ nào để diễn tả bộ đồ cosplay này của Shin. Quá giống thật và quá ấn tượng, nhất là đôi cánh sặc sỡ kia. Nhưng mà con bướm này thân hình hơi ủ nụ nha. Thó được cái kính ở đâu đeo vào trông nghệ ra phết. Tên siêu quệ còn cố tình slow motion quá trình thoát kén và bay xuống đường. Ai không biết lại tưởng bướm thật chứ đùa. Số 10. Ong. Tiền thân của bộ đồ bướm đêm chính là bộ đồ con ong, xuất hiện trong tập 239, mỗi làm phiền lúc nửa đêm. Trong giấc mơ, Shin là một chú ong đực thu hút các chị đẹp bu xung quanh mình. Dù đã liên tục từ chối và bỏ đi, nhưng các chị ấy cứ bám giết không thôi. Sau đó, còn lấy ống hút cắm vào mặt cậu. Hóa ra là đám muỗi, chui đầu ra mà nhiều muỗi thế nhở. Cả nhà vẫn ngủ ngon giấc, chỉ có Shin bị hành hạ. Cậu đành lấy mỹ phẩm của mẹ bôi khắp lên mặt mũi chân tay, còn bôi cho cả Hima và bố mẹ. Nhưng muỗi vẫn không ngừng vo ve, đập mãi không hết. Bực mình quá nên Shin mở cửa tuyên chiến với tụi nó. Nguyên một đàn muỗi tụ tập lại giao lưu võ thuật với Shin. Có vẻ như trong tập này
Chú ong Shinosuke đây bị đám muỗi vừa hút máu, vừa hút spotlight rồi nha. Trên đây chỉ là một góc nho nhỏ trong bộ sưu tập đồ hóa trang của Shin mà thôi. Tôi sẽ cố gắng tổng hợp thêm và gửi đến các bạn trong những video tiếp theo. Ước tính có khoảng 100 bộ đồ nên hóng dần đi. Đừng quên bình luận màn cosplay mà bạn ấn tượng nhất với Shin nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ lớp bảo trợ tranh nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!